Chào các em, tiếp tục giờ học trước, giờ học hôm nay chúng ta đến với nội dung thứ hai của bài học số 13 từ học phần toán học rời rạc nội dung về thuật toán đi tra mở rộng. Nếu như ở trong nội dung thứ nhất chúng ta đã được tiếp cận với thuật toán đi tra để tìm tướng đi ngắn nhất từ định nguồn cho đến định đích, thì ở trong giờ học này chúng ta sẽ tiếp cận với bài toán mở rộng, đó là cái bài toán là tìm tướng đi ngắn nhất từ một định nguồn cho đến tất cả các định còn lại của thị. Có thể nói để giải bài toán này thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng thuật toán đi tra bằng cách là có bao nhiêu đỉnh còn lại thì chúng ta gọi bấy nhiêu lần thuật toán đi tra thì chúng ta cũng thu được kết quả. Thế tuy nhiên nếu làm như vậy thì có lẽ thời gian thực hiện thuật toán nó sẽ tương đối là mất nhiều thời gian. Và để khắc phục cái hạn chế về thời gian thì chúng ta sẽ cải tiến cái thuật toán đi tra đó trong trường hợp mà tìm đến đi ngắn nhất từ đỉnh vật cho đến tất cả các đỉnh còn lại. Về cơ bản thì thuật toán đi tra mở rộng này cũng không khác gì so với thuật toán đi tra. Nó cũng có hai bước. Bước thứ nhất là bước khởi tạo, thực hiện là gán nhãn cho tất cả các đỉnh của đồ thị. Nhãn của các đỉnh của đồ thị cũng gồm có hai thông tin, đó là độ dài và đỉnh đứng trước đỉnh hiện tại. Tiếp theo, ở bước thứ hai là thực hiện một cái quá trình lặp. Quá trình lặp đó mục đích là để chúng ta thực hiện cố định các cái nhãn của các đỉnh. Mỗi lần lặp chúng ta sẽ có một đỉnh được cố định nhãn. Đỉnh được cố định nhãn là cái đỉnh mà có giá nhỏ nhất tức là ở mỗi lần nạp chúng ta thực hiện hai cái bước như sau bước thứ nhất là chúng ta chọn ra một cái đỉnh mà chưa được kết à, chưa được cố định nhãn mà cái đỉnh đó phải đảm bảo là đỉnh có giá nhỏ nhất trong tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị sau đó chúng ta kết nạp cái đỉnh vừa mới chọn ta giả sử đó là đỉnh u vào tập những cái đỉnh được cố định nhãn đó là tập s gì sau khi chúng ta cố định nhãn cho tờ cho đỉnh u rồi cố định nhãn cho một đỉnh rồi thì chúng ta thực hiện thao tác thứ hai là cập nhật lại nhãn cho tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị theo đúng nguyên tắc giống như thuật toán Dijkstra. Thế và trên cơ sở tư tưởng đó thì chúng ta có dạng cài đặt của thuật toán đó là thuật toán Dijkstra mở rộng. Có hai tham số, tham số thứ nhất là đồ thị G được uh, biểu diễn bằng ma trận trọng số C. Tham số thứ hai là đỉnh nguồn A. Thế và với thuật toán dạng cài đặt ở đây thì cũng có hai cái bước. Bước thứ nhất là bước khởi tạo cho tất cả các đỉnh, khởi tạo nhãn cho tất cả các đỉnh, thể hiện từ dòng 2 đến dòng 5. À, bước thứ hai là chúng ta thực hiện quá trình lặp để cố định nhãn cho các đỉnh. Ở đây à, chúng ta thấy rằng là với mỗi lần lặp chúng ta thực hiện hai cái bước. Bước thứ nhất là chọn ra một cái đỉnh còn lại mà có giá nhỏ nhất. Sau đó chúng ta kết nạp vào tập đỉnh cố định, đó là tập S, gì? thể hiện ở dòng thứ 9 và dòng thứ 10. Tiếp theo đó là chúng ta thực hiện thao tác là cập nhật lại nhãn cho tất cả các đỉnh còn lại chưa được cố định nhãn, thể hiện ở dòng thứ 11 cho đến dòng thứ 15. Thế tuy nhiên thuật toán đi tra mở rộng đây nó khác thuật toán đi tra ở chỗ là nếu như thuật toán đi tra là quá trình còn lặp khi mà chúng ta chưa gặp đỉnh đích. Thế còn đối với thuật toán đi tra mở rộng thì quá quá trình này còn lặp cho tới khi nào mà tập đỉnh cố định bằng tập đỉnh của đồ thị. Tức là quá trình nó sẽ dừng lặp khi tất cả các đỉnh của đồ thị được kết nạp vào tập SC. Hay là khi tất cả các đỉnh của đồ thị được cố định nhãn. Thế để hiểu rõ hơn về cái thuật toán đi tra mở rộng này, chúng ta xét một cái ví dụ như sau. Chúng ta quay trở lại cái ví dụ của thuật toán đi tra. Nếu như ở thuật toán đi tra là chúng ta tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đến 6, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đến tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị. Thế với thực hiện thuật toán đi tra mở rộng này, thì bước đầu tiên là chúng ta cũng khởi tạo nhãn cho tất cả các đỉnh. Chúng ta kẻ một cái bảng, trên đó có các cái cột từ 1 đến cột 1 đến cột 7 đây đó là cái cột mà chứa cái thông tin là giá trị nhãn của các cái đỉnh à, chúng ta cập nhật là nhãn cho đỉnh 1 này khởi tạo nhãn cho đỉnh 1 thì nhãn đỉnh 1 trong này là 0 giá đỉnh giá bằng 0 này thế còn đỉnh 2 thì có giá của nó chính là L2 chính là bằng C12 C12 chúng ta thấy là 1 Đấy. thế còn L3 thì bằng C13 C13 của chúng ta chính là 3 L4 thì bằng C14 à, C14 của ta là 4 L5 thì bằng C15 C15 của ta là vô cùng à, vô cùng L6 thì bằng C16, C16 của ta cũng không không có cung đối từ 1 đến 6 cho nên là C16 bằng vô cùng. L7 cũng vậy. Thế còn là cập nhật lại đỉnh đứng trước các đỉnh của đồ thị thì tất cả các đỉnh đều có đứng trước là một hết. Đến đây tiếp tục là chúng ta thực hiện là cố định đỉnh 1. Tập S lúc này chỉ có một đỉnh duy nhất là đỉnh 1. Bây giờ chúng ta thực hiện quá trình lặp cho tới khi nào mà tập S của ta có 7 đỉnh thì chúng ta dừng. Các phần thứ nhất là chúng ta chọn ra một cái đỉnh mà có nhãn nhỏ nhất. Đỉnh 1 thì đương nhiên là được cố định rồi à, chúng ta trong các đỉnh còn lại mà chưa được cố định nhãn là đỉnh nào đấy đỉnh 2, 3, 4, 5, 6, 7 chúng ta chọn ra đỉnh có nhãn nhỏ nhất à, trong tất cả các đỉnh này thì đỉnh 2 sẽ là đỉnh có nhãn nhỏ nhất L2 bằng 1 như vậy tập S lúc này chúng ta sẽ có hai đỉnh 1, 2 à. đỉnh 2 được chọn Thế sau đó chúng ta cập nhật lại nhãn cho các đỉnh 3, 4, 5, 6, 7. À, L3 lại so sánh. Đấy chúng ta nhìn đây so sánh L3 với lại cả L2 cộng C23. C23 là 1. Đấy. Như vậy là L2 này cộng C23 thì chúng ta được kết quả là 2. 2 so 3 nhỏ hơn rồi. Cho nên chúng ta cập nhật lại nhãn cho định 3. Lúc này là 2. Đấy. 2. Đến đây chúng ta lại Cập nhật lại nhãn cho đỉnh đứng trước đỉnh 2. Đỉnh những trước đỉnh 2 lúc này bây giờ nó là đỉnh nào đây? Chúng ta nhìn. à Đỉnh đứng trước đỉnh 3. Xin lỗi đỉnh đứng trước đỉnh 3. Đỉnh đứng trước đỉnh 3 lúc này được cập nhật lại nhãn là giá là L3 lòng là 2. Thế vậy đỉnh đứng trước đỉnh 3 lúc này không còn là L1 nữa. Mà nó phải là đỉnh U. U của ta đang là 2 cho nên nó sẽ là 2. À. Tiếp tục chúng ta cập nhật lại nhãn cho đỉnh 4, đỉnh 5, đỉnh 6, đỉnh 7. Cập nhật lại nhãn cho đỉnh 4 chúng ta so sánh L4 với L2 cộng C24. À C24 thì bằng vô cùng rồi cho nên chúng ta để nguyên là 4 ở đây. Thế còn cập nhật lại nhãn cho đỉnh 5 chúng ta so sánh L5 với L2 cộng C25. Chúng ta có là L2 thì bằng 1 đây. Cộng với cả C25 là 5. Đấy, chúng ta thấy rằng là cộng hai này vào. Được là 6. 6 thì đương nhiên nhỏ hơn vô cùng rồi cho nên chúng ta cập nhật lại nhãn cho L5 là 6 tương tự như vậy chúng ta cập nhật lại nhãn cho l6 và cho 6 và cho 7 thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà cập nhật lại giá của đỉnh 5 bây giờ thay vì là vô cùng nó l5 là bằng 6 thì cái đỉnh đứng trước đỉnh 5 lúc này xem là đỉnh nào đây à, đỉnh đứng trước đỉnh 5 lúc này đang là đỉnh 1 thì bây giờ khi cập nhật lại nhãn cho nó thì bây giờ nó không còn là đỉnh 1 nữa mà nó phải là đỉnh 2 Thế tương tự như vậy, chúng ta cập nhật lại nhãn cho đỉnh 6, chúng ta có L6 so sánh L2 cộng C26. C26 điểm vô cùng rồi, cho nên chúng ta sẽ có được cái nhãn giữ nguyên là vô cùng. L7 cũng vậy, so sánh L7 với C2, L2 cộng C27. C27 điểm vô cùng, cho nên chúng ta để nguyên là vô cùng. Thế chúng ta lập tiếp lần thứ hai bởi vì chúng ta chưa đủ 7 đỉnh đâu, chúng ta tiếp lập tiếp lần thứ hai Lập tiếp lần thứ hai thì chúng ta chọn trong các đỉnh là đỉnh 3, 4, 5, 6, 7 cho ra một cái đỉnh mà có nhãn nhỏ nhất. À, như vậy là đỉnh có nhãn nhỏ nhất, có giá nhỏ nhất trong trường hợp này sẽ là đỉnh 3. À, đỉnh 3. Và chúng ta sẽ có L3 là bằng 2 ở đây. Tập S lúc này sẽ là 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ thực hiện cập nhật lại nhãn cho các đỉnh còn lại của đồ thị. Cập lại nhãn cho đỉnh 4, à, đỉnh 6, đỉnh 5, đỉnh 6, đỉnh 7. Chúng ta thu được kết quả như sau. Như vậy, sau 6 lần lập thì ta được kết quả cuối cùng như sau kết quả cuối cùng là ta đã kết nạp được tất cả 7 đỉnh 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7 vào cái tập SC và quá trình nạp của ta dừng tại đây và lúc đó chúng ta thu được cái một cái bảng Đấy. thể hiện cái lộ trình đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 tới tất cả các đỉnh còn lại thông qua cái bảng chi vết là bảng P đây. cho còn giá của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 tới tất cả các đỉnh còn lại nó thể hiện ở các cái cột 1 2 3 4 5 6 7 tương ứng với cả cái vị trí mà đánh dấu sao ở đây. Đấy. Thế bây giờ nhìn vào cái bảng này chúng ta truy vết như nào? À chúng ta truy vết như sau. À chúng ta xuất phát từ cái đỉnh đầu là đỉnh 1. Nếu đỉnh cuối của chúng ta là đỉnh 2 thì khi đó chúng ta sẽ có L2 là cái định này. Đấy. Có giá trị độ dài là 1. Đấy. Thể hiện cái đường cung 1, 2 đây. Và đường đi là từ 1 cho đến 2. Thế còn nếu đỉnh đầu là 1, đỉnh cuối là 3, thì chúng ta nhìn vào cái bảng đây. Chúng ta nhìn cái bảng này. Đấy. Nhìn vào cột 3 đây. Chúng ta thấy tỉnh đứng trước đỉnh 3, lúc này sẽ là đỉnh 2. À như vậy rằng là cái đường đi mà đi từ 1 cho đến 3 sẽ đi qua đỉnh 2. À, như vậy là đỉnh 3 này. Đấy. À, đỉnh 2 đứng trước đỉnh 3. Thế chúng ta lại nhìn sang cái cột à uh, cột 2. Chúng ta thấy đỉnh đứng trước đỉnh 2 lúc này sẽ là đỉnh 1. À, chúng ta có đỉnh 1 đứng trước đó, như vậy chúng ta có lộ trình đi từ 1 đến 3 là đi từ 1 đến 2, rồi từ 2 tới đến 3. Và độ dài nó thể hiện ở cái OL2. Đây. L2 của ta đấy. Đây rồi. L2 này. L2 của ta là 1. Đấy, còn L3 của ta là 2. L3. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có L3 là 2. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái bảng này cũng được đỉnh cột này, L U này à, mỗi đỉnh cố định nhãn nếu đỉnh đầu là một này đỉnh cuối của ta bây giờ là 4 thì chúng ta sẽ có độ dài từ 1 đến 4 nó chính là L4 chúng ta còn nhìn vào cái cột LU đấy được L U là 4 này bằng 4 à. và chúng ta có độ dài là 4 đây và đi từ 1 đến 4 chúng ta đi như sau đỉnh cuối cùng là đỉnh 4 này Vậy thì những trước đỉnh 4 là đỉnh nào? Chúng ta nhìn vào cái đường chi vết đây. tình chứng trước đỉnh 4 là đỉnh 1. Đấy. Đấy. Trên chúng ta sẽ có đi trực tiếp từ 1 đến 4 luôn. Tiếp tục là chúng ta xuất phát từ đỉnh 1 này, chúng ta đi đến đỉnh 5. L5 của ta bằng mấy đây? Chúng ta nhìn đây, L5 này. U là 5 đây, L5 của ta là 6. Và chúng ta đi từ 1 đến 5 chúng ta đi như sau. 5 đỉnh đứng trước đỉnh năm là đỉnh nào đây chúng ta quan sát này đỉnh đứng trước đỉnh năm sẽ là đỉnh hai và chúng ta sẽ có hai đứng trước và đỉnh đứng trước đỉnh hai chúng ta lại nhìn sang giống sang cái cột mà có đỉnh hai đứng trước đỉnh hai của chúng ta lúc này là đỉnh một và chúng ta có một trước thế tương tự như vậy chúng ta truy vết từ 1 đến 6 này, 1 đến 6 này rồi từ 1 cho đến 7 Chúng ta được kết quả như sau Như vậy là sau khi Thực hiện chi vết từ đỉnh 1 cho đến Tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị Thì chúng ta được cây vết như sau Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 2 là 1,2 Đấy Từ 1 đến 2 Thế còn là đường đi ngắn nhất từ 1 đến 3 Là từ 1 đến 2 Đấy. Từ 1 cho đến 2 rồi từ 2 ta đi đến 3. Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 4 thì ta đi trực tiếp từ 1 đến 4 luôn. Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 5 thì ta đi từ 1 đến 2. Rồi từ 2 ta đi sang 5. Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 6 thì ta đi từ 1 sang đến 2, 2 sang đến 3. Đấy, 3 sang đến 6. Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 7 thì ta thực hiện là đi từ 1 đến 2 Đấy, từ từ 2 đến 3, từ từ 3 ta đi sang đến 7. Thế như vậy, trên đây là cái ví dụ để minh họa từng bước làm của thuật toán đi tra mở rộng. Và nội dung giờ học của chúng ta đến đây tạm dừng. Như vậy, trong giờ học này, chúng ta cần phải nắm được cái tư tưởng của thuật toán đi tra mở rộng và nội dung cài đặt của thuật toán tạo th... cài đặt của thuật toán đi tra mở rộng và phân biệt được sự khác biệt giữa thuật toán đi tra và đi tra mở rộng. Thế từ đó chúng ta có những cái à, bài toán áp dụng cho cái việc mà chúng ta sử dụng thuật toán đi tra hay là đi tra mở rộng. Nội dung giờ học chúng ta tạm dừng. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong các giờ học lần sau.